Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay lại đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần cuối cùng, đó chính là mẹ nên cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất là 30 phút khi bé chào đời. Thì nói đến đây các bạn sẽ cũng một câu thắc mắc quen thuộc, đó chính là vừa mới sanh xong thì lấy sữa mẹ đâu mà cho con bú. Lúc này phải sử dụng sữa công thức thôi chứ mẹ không thể nào tiết sữa được. Hoặc là có những chị em sinh mổ thì thế nào, khi nằm trong phòng hồi sức thì đâu có ai được vào thăm hoặc là chăm nom đâu, ngoài các nhân viên y tế ra thì làm sao cho bé bú được. Nếu như bạn sanh thường thì sau khi sanh thì trong vòng 30 phút sau khi sanh thì bạn cố gắng cho trẻ bú sữa mẹ. Bởi vì sữa mẹ, khi mà bé được chạm vào bầu sữa mẹ thì bé sẽ ăn vi khuẩn ưa khí ở bên ngoài, và khi bé có hiện tượng mút đầu vú của mẹ thì sẽ có vi khuẩn kỵ khí bên trong ống dẫn sữa, tiếp đến là bé sẽ ăn được sữa non. Như vậy thì sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe của bé, cũng như là giúp cho cái hệ thống miễn dịch của bé được tốt hơn và hoàn chỉnh hơn, cũng như cung cấp thêm cái hàm lượng lợi khuẩn có bên trong cái đường ruột của bé, được giúp cho bé khỏe mạnh hơn và hạn chế tối đa những dị ứng về sau. Cho nên là cho bú sữa mẹ càng sớm càng tốt. Có nhiều chị em nói rằng là con tôi sanh được 10 giờ rồi, có nghĩa là 10 tiếng đồng hồ sau khi sinh rồi mà sữa mẹ vẫn chưa về thì phải làm sao? Có cần phải cho con bú sữa công thức hay không? Lúc này không cần cũng được các bạn nhé. Bởi vì cân nặng của trẻ không giảm quá 7% so với lúc bé sanh, thì chúng ta hãy kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ. Có thể kích sữa về bằng cách là cho con bú cái bầu vú của mẹ. Bởi vì trẻ mới sinh xong, trong 24 giờ đầu tiên thì bé bú không có nhiều, cho nên chúng ta hãy kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ đi. Bởi vì sữa mẹ cực kỳ tốt cho sức khỏe của bé và có lợi rất nhiều về cái hệ thống miễn dịch về sau nữa. Bạn sẽ cho bé bú cái đầu vú của mẹ liên tục để kích sữa về 2 đến 4 tiếng cho bé ngậm ti một lần. Như vậy thì sẽ giúp cho sữa về nhanh hơn. Và khi bé đã bú xong như vậy thì hãy dùng máy hút sữa để chúng ta kích sữa về, thì lúc này sữa của mẹ sẽ nhanh về hơn rất là nhiều. Cho nên là hãy kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ nếu cân nặng của bé không giảm quá 7% so với lúc mới sinh. Thì có nhiều người nói là nếu như mà con đói quá mà không cho con bú thì bé có bị hạ đường huyết hay không? Bởi vì bình thường, người bình thường của mình không ăn thì mình cảm thấy nhức đầu chóng mặt, giống như là cơ thể không còn sức nữa, là hạ đường huyết. Cho nên là đối với những trẻ mà sinh bình thường, mẹ không có tiền sử tiểu đường thai kỳ, thì cái quá trình sinh con ra thì bé trong 3 ngày đầu tiên thì bé sẽ không bị hạ đường huyết. Và trong khoảng 1 đến 2 ngày hoặc là trong 24 giờ đầu tiên thôi là sữa của mẹ đã về rồi, đối với những bà mẹ chậm sữa. Còn những bà mẹ bình thường thì sau khi sinh con khoảng 30 phút sau là sữa của mẹ đã về tràn trời rồi. Chúng ta chỉ cần vệ sinh bầu vú thật sạch, là dùng nước ấm hoặc là lúc này bạn chưa thể tắm được, cho nên là chúng ta chỉ cần dùng khăn ấm để lau bầu ngực thôi, và bạn sẽ cho con ti. Như vậy thì nó sẽ giúp cho kích thích sữa về nhiều hơn. Hãy nhớ là cho con bú sữa càng sớm càng tốt, và tốt nhất là nên cho con bú sữa mẹ đầu tiên trước khi hoặc là bổ sung thêm sữa công thức bạn nhé. Bởi vì chọn giọt sữa đầu đời cho con cực kỳ quan trọng, cần các bạn phải lưu ý rất nhiều. Sữa mẹ thì chứa rất nhiều những dưỡng chất cần thiết cho con, cũng như là bổ sung thêm cái hệ khuẩn có lợi cho đường ruột nữa. Cho nên là giúp cho con hấp thu cái chất dinh dưỡng tốt hơn nè, giúp cho con tăng cường hệ thống miễn dịch của mình và tăng sự phát triển của trẻ về sau. Và hy vọng với những video chia sẻ của Trang sẽ giúp ích cho tất cả các bạn biết cách nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó bạn hãy học thêm nữa các bạn nhé. Và chúng ta
hãy bắt đầu nuôi con bằng sữa mẹ khi bạn sanh con. Và nếu bạn thấy video Trang chia sẻ ngày hôm nay hay, có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.